Thảo Lady có đặt câu hỏi: em xin hỏi thầy ạ, là một người quản lý, làm thế nào để thu được cái tâm của nhân viên, điều tiết môi trường làm việc để đạt được hiệu quả công việc ạ? Em xin cảm ơn. Vâng, thực ra để điều tiết một con người thì nó rất là dễ. Cái câu chuyện này nó đã được nói đi nói lại và nó thành triết lý trong nhiều năm đối với một nhà làm quản trị rồi. Nó gọi là triết lý củ cà rốt và cây gậy. Củ cà rốt và cây gậy. Vậy củ cà rốt là cái gì? Làm một nhà quản lý, điều quan trọng, cực kỳ quan trọng để nhân viên tiến lên, đó là bạn phải biết về cơ chế trả lương. Tôi lấy ví dụ, một hệ thống kinh doanh cực kỳ ngon, nhưng nếu bạn trả lương cứng một phát, ngay lập tức đào dốc này. Tôi lấy ví dụ rất rõ luôn nhé. Nhưng nếu hệ thống mà nhà nước đang trả lương cứng mà giao cho tư nhân, họ xây lại cơ chế lương ăn theo gì hiệu quả, ngay lập tức đi lên này. Vậy thì cơ chế lương chính là việc ra đòn cực kỳ quan trọng đối với một hệ thống. Nhưng thật sự ở Việt Nam ít người coi cái vị trí tính lương là quan trọng. Cái ra cái luật chơi về lương giám đốc nhân sự là quan trọng. Và thưa với bạn, 100% để điều khiển mọi động vật đều dùng mồi. Mồi của chó là phân, mồi của mèo là cá, mồi của kiến là mật, và mồi của người là tiền. Và kẻ nào không biết dùng tiền để chia, kẻ đấy không bao giờ điều khiển được con người. Và rất tiếc, rất nhiều kẻ lý thuyết ngồi nói với tôi rằng điều khiển con người không cần tiền. Tôi xin lỗi, đến vợ mình mà không mang tiền về nhá, điều khiển vào mắt, ngủ với vợ nó cũng không cho ngủ, chứ đừng nói là điều khiển. Ngay kể cả là con mình thôi, mà mình không có tiền nhá, mà để cho mẹ nó nheo nhóc, nói con nó cũng không nghe, đừng nói là điều khiển. Cho nên điều quan trọng nhất của một nhà quản trị là phải biết dùng tiền để chia. Và chưa bao giờ làm tiền là khó, chia tiền mới khó. Đấy câu chuyện đầu tiên của nhà quản trị. Vậy việc mà nhử con kiến nó tiến lên chính là giải mật ong. Dự nhử con người nó tiến lên chính là gì ạ? Cơ chế lương thưởng. Nhử con cá nó lao lên, con mèo nó lao lên chính là con cá. Và nhử con chó nó lao lên chính là đống phân. Ta không bàn về thức ăn của nó đúng hay sai, nhưng dứt khoát mỗi một loại động vật có một thức ăn mà nó lao lên rất nhanh. Đấy là câu chuyện có thật, và chúng ta không thể tránh được cái thực tại này. Vậy phải biết chia tiền. Nhưng nếu đằng trước có đích đến rồi mà họ không đạt được, họ không có con đường họ đi lên, thì bấy giờ là một ông quản lý có tâm là ông xây cho người ta quy trình và huấn luyện người ta thực thi theo quy trình để người ta đi đến đích. Giống như kiểu bạn chỉ cho họ cái đích rồi, họ biết đấy là cái đích và có mỏ vàng, và bấy giờ bạn xây cho họ một con đường nhựa để họ đi nhanh hơn, thì chính đấy là quy trình và công cụ. Sau đó trong quá trình họ đi mà nếu thỉnh thoảng họ ngã, bạn vỗ mông cái cho nó nổi giận, nó đi tiếp. Như vậy nhiệm vụ của nhà quản lý để nhân viên nó phục phải có 3 yêu cầu. 1. Cơ chế lượng, điều kiện tiên quyết. 2. Xây hệ thống quy trình và công cụ chuẩn hóa. 3. Đào tạo cho nhân viên chuyên môn nghiệp vụ tốt. 4. Thỉnh thoảng có cơ chế thưởng đột xuất. Như vậy 4 cái điều kiện đấy là 4 điều kiện cực kỳ quan trọng để hệ thống nó lao lên. Như vậy 4 điều kiện nhé.
Vậy muốn chia được lương thưởng, bạn phải là một nhà hiểu về tâm lý con người và biết cách chia tiền. 2. Muốn xây được quy trình và hệ thống công cụ, bạn phải là một người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp. 3. Để đào tạo được nhân viên, bạn phải là một nhân viên gì ạ? Giỏi về nghiệp vụ và có khả năng truyền đạt. Và 4. Bạn phải có đủ tâm yêu thương để khi nhân viên nó gặp khó khăn, bạn đứng cạnh nó, dù vỗ vào bên hông khẽ một cái thôi, nhưng đó là sự cảm nhận của yêu thương. 4 điều kiện đó, bạn sẽ làm được quản lý tốt và nhân viên nào cũng phục bạn. Nhưng bạn cứ vỗ, bạn lấy roi, bạn quật và đít nó lao lên, nhưng đằng trước không có tí mật ong nào thì kiến nào nó bỏ. Đi chăn kiến cũng khó, đừng nói là chăn người. Và tôi cứ nói đùa thế này, bạn hãy tưởng tượng bạn cầm roi, bạn lùa một đàn chó vào chuồng đi. Khoảng 50 con chó mà bạn cầm roi, bạn lùa vào chuồng là không thể. Nhưng nếu bạn vất vào đấy mấy chục cân thịt, thì tôi nói với bạn rằng không cần phải nói gì, chó chui hết vào chuồng. Tôi nói nó hơi đen bạc, nhưng đúng là nó vốn dĩ nó vậy. Và tôi nhắc lại nhé: 1. Biết xây dựng cơ chế lương thưởng. 2. Xây dựng quy trình và đóng gói được công cụ. 3. Huấn luyện họ về chuyên môn và sử dụng hệ thống quy trình. 4. Là xây dựng cơ chế thưởng và động viên họ mỗi khi họ gì ạ, gặp khó khăn, mình ở bên cạnh họ. Thì tôi đảm bảo nhân viên nào nó không phục, nhân viên nào không phục. Đấy. Tất nhiên để làm được bằng đấy thì trong con người bạn phải có tố chất của thủ lĩnh, sẵn sàng cho đi hơn là nhận được. Trong khó khăn mình sẽ đương đầu hơn là đổ lỗi. Và cái việc mà gì ạ, nhìn thấy người khác tiến bộ còn vui hơn là mình tiến bộ. Nó phải có tố chất của đại ca như vậy thì bạn mới làm thủ lĩnh được. Đấy, thì chia sẻ với bạn như vậy. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.